kênh Trung Cô Nhí Vlog nha anh em. Nay mình tiếp tục mình đi săn đó anh em ơi. Đi săn kiếm mồi ăn Tết nha anh em. Thì hiện tại mình đang ở chỗ làm của mình. Rồi để xíu mình chạy lên lên trên Mỹ Xuyên. Mình đón anh Tính ở chảnh nha anh em. Hai anh em mình hẹn nhau trên đó rồi đi săn kiếm mớ mồi về ăn Tết anh em ơi. Chứ hôm nay chắc săn tới chiều luôn không có sinh tồn được cho anh em xem rồi. Rồi hôm nay mình đi với cây ú nha anh em. Ít cây ú. Rồi hổ thun mình là 13, 19, 130 Super Hunter nha anh em. Rồi để hôm nay mình đi có gì rồi mình quay tiếp cho anh em xem nha. Anh em nhớ đón xem clip của mình nha. Let's go anh em ơi. Hai con anh em. Kiếm đường xuyên đôi luôn anh em. Rất đẹp. Xuyên đôi trời. Về đâu? Ơ con này ghé giò luôn anh em. Rồi 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 tới công chuyện mày. Đẩy cái anh em. Đẩy nhặt con này cái. Rồi, một con này anh em. Ở đây là một con nha anh em. Thành công nha anh em. Con này này. Mày con. Hai con. Hai viên hai con luôn anh em ơi. Quá đẹp. Rồi, một con nha anh em. Chị em xin lắm chứ. Rồi con thứ hai nha anh em. Hai con. Rồi tiếp tục nha anh em. Hẹn cùng nha anh em. Rớt nè anh em. Rớt. Quá đẹp luôn em ơi. Chạy cái gì không biết. Rồi một con nữa nha anh em. Tiếp tục nha anh em. Cái hàng cô nhí nha nè. Chết đi, chết đi, kệ anh em, anh em, anh em. Anh em coi. Quái đẹp. Còn bay lên nữa nè. Không có xin cho điện được. Qua đó đi con. Đúng rồi. Bổ lông nè. Anh em có lông kìa anh em. Nó bay kìa. Rồi một con nữa nha anh em. Đây con xích cái mỏ luôn nè. Ảo ma thiệt chứ. Đây rồi tiếp tục nha anh em. Hiện cò bợ nha anh em. Thank you.
chết. Dạ. Quá đẹp luôn. Một con nữa nha anh em. Sáng giờ dòm dòm kiếm hoài mà không thấy anh em. Quá đẹp anh em ơi. Nó thấy mình nó bay lên rồi. Nó còn đáp lại nữa anh em. Thì cổ quá. Rồi anh em. Đây. Một con nha anh em. Rồi. Tiếp tục. Nghe cổ anh em ơi. Xin cổ luôn. Rồi tiếp tục nha anh em. Ê, trời trời. Má. Mình thấy cái xiên cổ mình tưởng nó chết rồi anh em. Cái mình đâu có đập nó đâu. Trời trời. Má tính xuống bắn con cu. Trời trời. Nè. Tới xuống. Rất nhanh em. Quá đẹp anh em ơi. Ê, rồi, một con nha anh em. Tiếp tục anh em ơi. Anh bắn không? Gớp. Đỉnh dưới trời. Đó, tính bắn cái cù nha anh em. Cái gì? Con này biểu an phường mà đâu sao? Rồi để anh tính lụm xong rồi quay tiếp anh em xem nha anh em. Rồi nè anh em. Tính lâm được rồi anh em. Mang ra chê. Tính lâm được câu rồi nha anh em. Trời. Rồi. Nó muốn đi vô á. Nó sao lưng tới này rồi. Xin người chết luôn rồi anh em. Rồi tiếp tục nha anh em. Bèm tiếp ổng rồi anh em. Ồ, má đứt thùng. Đứt thùng luôn anh em. Á, số không được bèm. Ồ, phỏng. Trời. Ê ơi, ơi, đau quá. Cái thùng đứt từ tay đau quá. Thấy không?
đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đây đứa ná bắn luôn chưa, mệt giòn không thấy anh em ơi. Dạ bắt kém quá, cớt nè, đó bột trời ơi, nó đưa nguyên kết con này không gì trời, cây ná này không bắn được đỉnh rồi. Ít cái sáu viên một là mới test là viên một. Lắm ấy, lắm ấy, lắm ấy. Rồi trời ơi, chê chê chê. Rồi tiếp tục nha anh em. Cù nhí anh em ơi, mạng đâu hết trơn này. Viên một lại không gớt, rồi trong đó là chết rồi đó. Thấy chết lên cây cái gì rồi. Còn không? Em thấy trời. Chết. Thầy. Dạ. Phải chỗ luôn. Nó chết rồi, dính đó rồi, tính. Anh bỏ đi nha. Viên một anh em. Ú nha anh em. Super Hunter nha anh em. 13 19 130 nha. Đây. Nó đỉnh anh em ơi. Sáng mình cứ đi dạo vòng 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 cũng được ta. Đó nghe nhánh dừa này nè. Nó nhánh đó đó. Em dòm nó dính vô đó đó. Ok. Em đem mồi cái cho nó rớt. Đó đó, thấy chưa, còn đu phải không đó. Sáng mình đi ở dưới chỗ mình làm, mình về mình bắn được cái chục con anh em, chục con cu với con cò, mặn cò chuyển cái ảnh tỉnh anh bay mất tiêu luôn anh em. Giờ mình gặp anh Tính này, cái hai anh em mình đi lên ký sắt anh em ơi, địa điểm mới coi có gì không. Ba cái điểm cũ mình bắn thì còn chim anh em, mà tại bắn hoài không còn chim đâu quá, để dành anh em kiếm mớ mồi ăn tết để khách đồ. Rồi để có xíu mình bắn có gì rồi mình quay cho anh em xem nha. Rồi tiếp tục nha anh em ơi, rớt rồi. Rồi nè anh em, đang túc tô hú thanh niên giang hồ lại báo nè anh em, nó làm đuổi hang tô hú quay mất tiêu luôn anh em ơi. Còn con nữa hả? Còn chạy chảo rồi, tô hú rồi. Con chạy chảo rồi. Nè, lo túc tô hú của sắp survive nè anh em. Tính fan TV chứ anh em. Đó đó.
Cái u bị lớn nè anh em. Trời ơi, trời ơi, bay kìa. Thằng cũng nhí anh em ơi. Ba con luôn. Một con nè. Mình thấy nó đậu tới cho em bắn. Đây anh em, ngay đầu mình thấy ngay cổ ngay đầu vậy anh em. Hả? Không được rồi, một con nữa nha. Chóng. Tiếp tục nha anh em. Lọt cái một à. Đi trời ơi, anh xuống thì anh xuống lẹ, anh không xuống thì anh bắt, anh đứng anh dòm nó hồi nó bay giờ đó, đợi em nè, cho anh viên nữa đó nha. Giống bay sản vậy. Đó ngay góc đó. Đó, tới sửa nhìn qua xíu à. Biết rồi, thấy. Này giống bắn sớt mỏ đó. Cái gì? Nó bay giống cái kiểu bắn sớt mỏ đó. Đó. Không thấy. Anh bắn nếu mà nó quản bay luôn chứ nó bay kiểu kỳ cục vậy. Leo coi thử đi. Lên coi thử đi. Con dài không leo, bắt anh leo. Nè sao leo. Khổ thiệt chứ. Đó, người ta làm cameraman này. Chấp nhận đi. Kiếm chim á chú ơi. Dạ, dạ kiếm chim. Bắn chim bay vô đây nè. Bên sau đây nè. Dạ, con tu chú ơi, bộ tu á. Con tu. Dạ. Mắn có rớt không mà nói rớt nha. Đáp xuống nữa kìa. Đáp. Anh thấy nó đi qua đây nè. Đi về em thấy nó lạng xuống đó đó. Chưa? 2 mét bắn hộp nha anh em. Anh đi xin vô nhà chú rồi, bắn nắp nhà chú luôn anh em. Thấy chưa? Coi nó có bị quẹt mỏ không? Hả? Thấy không? Em nhìn nó biết. Chứ anh thấy nó bay qua kia gỗ gàng mà em nói bay kia. Cảm ơn. Nhìn là biết. Rồi, một con đó nha mọi người. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nha anh em. Xin vô nhà người ta bắn nóc nhà người ta luôn anh em. Máu dữ. Con chơi chúng dạ anh tính xin thiều được anh tính đó, đó, đó. Ủa thấy dây điện hả, thấy con trên đây nữa nè.
bắn con dây điện đi. Bắn con dây điện đi em, bắn con trên kia cho. Kìa kìa, quá rớt kìa. Thằng cua nhí nha nè. Kìa kìa kìa, tầm này bắn luôn. Trời ơi, quá dữ. Trời. Đúng gì trời. Ôi còn con nữa hả? Mình tưởng trong cháo nha. Trời ơi, trời trời, lặng kìa. Trời ơi. Hai viên hai con ơi, làm đẹp mắt rồi. Hộp đắp. Đem cầm đi. Để em ngừng con. Sao còn chung bắn nghe nè. Tôi chảo qua thấy mạng nha. Trời ơi. Không mà lụm chứ. Đậu xúc quá. Né cái cây đi. Con nó chết ngọt rồi. Ừ, chết ngọt rồi, dính sẵn á. Ủa đâu vậy? Ừ. Coi kiếm được, con quay cho anh em xem. Chạy tin giúp hết trơn. Bắn chim hả? Ủa, bắn bằng dàn ná hả? Dạ. Đây là nhíp xe tới, thấy vậy. Hey. Bắn ra cái độ chính xác đó mình không cầm vậy. Tùy theo tập luyện hả chú? Nhíp chiều chiều mấy đường dây điện ở dài dài xuống Tú Điềm á. Nhiều lắm. Tú Điềm hả? Ờ, sáu có, cu có. Đẹp đường đường lại chợ mà đi xuống dưới á. Em nói anh cũng không biết. Ở đâu qua đây bắn? Em ở đây với đâu? Ở đây mà chưa không biết chú rồi em. Ông này nè, ông này Trần Đề. Trần Đề hả? Nghe đại giá hả? Dạ. Ra tôi đại giá tôi lên đây tôi bán nè. Rồi, Ngọc Hương rồi bán rẻ cho được rồi đó. Quay cái này luôn đi. Anh em cò có thể mình bắn hụt như cu là mình bắn trúng nha anh em. Mình bởi vì mình mới tên là cu nhí đó anh em. Lượm con này đi em, qua đây em pam thêm con này đó. Lượm rồi anh Tính. Đây luôn anh em. Không được không? Đi nhanh hướng mà ta không thấy ta. Em té xuống. Coi nó lội không? Đây à? Mày còn bắt cho sống không? Thôi, giờ này sống gì nữa.
chết rồi đó. Nghe mỏ chứ không nghe đầu. Nghe mỏ hả? Tay dài xuống lụm đi, được rồi chết rồi, được rồi, được rồi. Chắc. Nghiêng nó nghiêng. À, chung động cu kỹ thuật. Đủ. Đấy. Lên nó được rồi nè. Đó, bẻ ngồi cái tay em đi, cái tay mới chặt đó. Ăn nghe cốt rồi đó. Mẹ cầm phá phải nè. Là chim lật cực quá anh em ơi. Tốt làm can câu lên tính nè. Tốt lũi kìa. Tốt làm can câu. Thử chim sẻ coi trời. Kìa, như kiên trĩ mà. Cái ghế gì vậy? Tiếp tục nha anh em. À, cù nhí anh em ơi. Xuyên à. Ông nghe gốc cây rồi con hơn luôn. Con này em bắn chết đó nha. Con này em bắn chết, anh bắn không chết thì hiểu anh cuộc đời anh. Mua thùng mới, thùng bọc gì vậy? Đi nó. Ấy rồi lũi vô đó em. Thấy không, thấy không? Thấy vô trong đó thôi chứ có biết nó đâu đâu. Này nè, này dễ đi rồi. Đi xuống kia đi. Rồi để anh em mình lụm rồi quay tiếp cho anh em xem nha anh em. Mới ăn tô phở vô bắn quá trời. Kìa anh ta vô đó thấy không? Trong cái giống, vô trong. Vô trong đó hả? Bay. Thấy chưa? Lộn đi chứ. Một con nữa. Cảm ơn nghe chú. Quá đẹp. Rồi. Trời anh em bắn tuốt ngoài bắn vô anh em. 20-30 mét có à. Trời. Quá. Ừ. Rồi tiếp tục anh em ơi. Có. Hiện còn phướng khách nè. Thì coi chỗ bắn được con nào bắn anh em ơi. Bào mồi mà anh em. Phải không ta, phải phướng không ta. Hết nha anh em. Bye.
học thấy nó bắn vô đại luôn anh em. Thành xui. Thôi ăn được tướng anh em ơi. Đây anh em. Đây. Khá ú luôn anh em ơi. Anh em. Rồi. Tiếp tục nha anh em. Cồm anh em ơi. Ở đây cái ớt đó là ngay nhánh dừa đó. Chết. Chết. Xả xuống luôn đó anh Tích. Đó, gớt. Quá đẹp anh em ơi. Quá đẹp rồi. Bụi đất á. Thấy không? Giờ này anh còn thấy nó không? Em nãy em thấy nó gớt ở đây nè. Nè nó gớt ở đây nè. Để em qua em coi. Đây 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 thấy à. Nhớ cứ đây mà chết ngọt luôn tính. Ôi lụm được anh em ơi. Vậy. Trời ơi. Đây anh em. Qua đỉnh nha. Ủa mấy này sao thấy lóng vậy ta? Bội đúng luôn mày. Phú nha anh em. Bắn quá xa luôn, tầm đó. Bắn hiệu ức 20m. Tính độ cao luôn nghe chứ không biết còn tính độ cao là 15m. Nữa, báo nữa. Nói trước chung với lại nó tính ăn vàng. Bắn hơi bị xa đó. Em phải canh ức em mới bắn. Bên đây cũng ức mà cái lú nửa con nè. Rồi hello anh em nha. Hôm nay thành quả đi săn của mấy anh em mình nè anh em. Đây được 23 con anh em ơi. Sáng mình ôm bi hết mấy con hàng khủng rồi. Hai con bìm đẹp, con cò hú nữa. Với con cò bắn thì nó bay anh em. Bắn thì nó chết rồi, để con gỗ hồi nó bay mất tiêu luôn. Rồi, nay mình đi với hai anh em mình đi với cây bên hết đú nha anh em. Bắn lên má anh em ơi. Bên đây đi bào cù đang ăn Tết. Rồi mà mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Nay không có sinh tồn được rồi, trễ quá trời à. Để tích mồi ăn Tết cho anh em. Rồi, nếu anh em xem video thứ hai nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha anh em. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Rồi, bye bye anh em.